Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã từ trần vào hồi 20 giờ 20 phút ngày 22 tháng 8 năm 2023 sau thời gian dài lâm bệnh nặng tại nhà riêng, số 217 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, quê quán xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông Lê Văn Thành trưởng thành từ một kế toán, trải qua nhiều chức vụ quản lý, lãnh đạo tại nhà máy xi măng Hải Phòng. Sau đó, ông đảm nhiệm chức vụ giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng đến tháng 7 năm 2010. Ông giữ chức phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 12 năm 2014. Sau đó, từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016, ông giữ cương vị chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Sang đến tháng 7 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, ông làm bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng. Ông Lê Văn Thành là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 4 năm 2021 đến nay. Từ cuối năm 2022, ông Lê Văn Thành vắng mặt trong các hoạt động của chính phủ. Các lĩnh vực do ông phụ trách được phân công cho một số phó thủ tướng khác đảm nhiệm cho đến nay.